Rất hân hạnh được gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhà đất hoàng tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố mang phong cách biệt thự mini nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m và độ dài là 17m, được đúc kiên cố là một trệt, một lửng, 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta là một khoảng sân để xe máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp với loại khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và giá căn nhà mình là 7.050.000.000 còn thương lượng, với một cái căn nhà được chủ nhà full nội thất cho chúng ta, một bộ bàn ăn cũng như một bộ bàn ghế sofa và hai phòng ngủ. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta, và căn nhà mình thì nằm trên trục đường Quang Trung, hẻm một trục, chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán rất là thuận tiện. Chúng ta có một con hẻm rất là lớn, hẻm một trục. Hẻm một trục di chuyển từ Quang Trung vào thì chúng ta đi khoảng 30 đến 40 mét là mình đã vào đến căn nhà của chúng ta rồi. Và bây giờ mình sẽ trở lại với lại mặt tiền chính của căn nhà chúng ta lại một lần nữa, cũng như di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng sắt sơn nhũ đồng, rất là đẹp cũng như rất là chắc chắn. Và bên trên chúng ta thấy là chủ nhà cũng đã lợp mái che chắn rất là kỹ càng cho chúng ta. Di chuyển vào bên trong, chúng ta có một cái khoảng sân khoảng 2,5 mét, chúng ta có thể để xe gắn máy. Cũng như căn nhà của chúng ta thì cửa chính, phòng khách cũng như gara xe hơi chúng ta được làm từ chất liệu gỗ đỏ và bản nguyên khối rất là đẹp. Đây là bộ cửa chính được làm từ gỗ đỏ của căn nhà chúng ta. Di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng khách. Căn nhà chúng ta thấy là chủ nhà cũng có trang trí chúng ta một bộ bàn ghế sofa. Và hai bên tường của chúng ta cũng được chủ nhà trang trí rất là nhiều hoa văn chỉ nổi, cũng như treo chúng ta những cái bức tranh và giấy dán trang trí rất là đẹp. Thì không gian này chúng ta có thể để làm phòng khách hoặc là gara để xe hơi. Và phía bên trên tầng lửng căn nhà chúng ta cũng có một cái phòng khách bên trên. Di chuyển vào khu vực cầu thang của căn nhà chúng ta thì chúng ta thấy là trụ cầu thang cũng như tay vịn cầu thang của chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương, đá kim sa. Bên tay phải của căn nhà chúng ta có một cái tủ rượu đối diện với lại cầu thang. Tủ rượu của chúng ta thì được làm từ chất liệu gỗ sồi. Và di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực phòng bếp căn nhà chúng ta. Chúng ta có một cái phòng bếp đã được chủ nhà trang trí chúng ta một bộ bàn ăn, 6 ghế. Không gian phòng bếp căn nhà chúng ta thì tủ bếp, kệ bếp chúng ta được làm từ chất liệu gỗ sồi. Và mặt đá hoa cương cũng như phòng bếp chúng ta đã được chủ nhà ốp gạch bóng kính cao lên kín tường chúng ta, rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Cũng như chúng ta có một khoảng không gian để tủ lạnh cũng rất là rộng. Di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực giếng trời và nhà vệ sinh. Đối diện nhà vệ sinh thì chúng ta có một cái lavabo rửa mặt, cũng như chúng ta có một cái giếng trời rất là rộng. Và cái giếng trời này thì thông từ trên sân thượng xuống, chúng ta lấy gió và ánh sáng, cũng như chúng ta thấy có rất là nhiều cửa sổ để mở ra bên ngoài. Cái bên chúng ta có một cái nhà vệ sinh, đây nhà vệ sinh dưới tầng trệt này, cái nhà vệ sinh rất là rộng. Và chúng ta thấy có hệ thống lavabo bàn cầu cũng như vòi sen. Mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài thì chúng hàng chúng ta cùng tham quan một căn nhà có diện tích là ngang 4m và độ dài là 17m, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình là hẻm một trục của đường Quang Trung, chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực
tầng lửng của căn nhà chúng ta để giới thiệu cho khách hàng chúng ta cùng tham quan. Phía ngoài hành lang của chúng ta thấy là chủ nhà cũng có đắp chúng ta rất là nhiều chỉ nổi, cũng như bên ngoài chúng ta có hệ thống đèn trang trí trần thạch cao. Di chuyển vào khu vực bên trong phòng khách căn nhà chúng ta, chúng ta thấy bên ngoài chủ nhà gắn chúng ta một cái vách CMC sơn nhũ đồng màu trắng rất là đẹp, cũng như không gian bên trong phòng khách căn nhà chúng ta có là sàn chúng ta được làm bằng sàn gỗ, và xung quanh phòng khách chúng ta được đắp rất là nhiều chỉ nổi, cũng với đó là những cái điểm trang trí bằng giấy dán tường. Và phía sau chúng ta có một bức tranh rất là đẹp, cũng như chúng ta có một cái cửa sổ để mở ra cái giếng trời. Và cửa sổ chúng ta thì đã được chủ nhà may rèm cửa cho chúng ta. Cũng như mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng chúng ta tham quan một căn nhà rất là đẹp, được thiết kế một trệt một lửng ba lầu. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phòng ngủ của căn nhà chúng ta. Thì căn nhà mình được chủ nhà full nội thất, cũng như phía bên ngoài hành lang chúng ta có một cái bức tranh rất là đẹp. Di chuyển vào bên trong thì chúng ta thấy là cửa của chúng ta thì được làm từ chất liệu gỗ cam xe bản nguyên khối, và sàn nhà chúng ta thì được ốp gỗ, cũng như bên trong chúng ta thấy là chủ nhà đóng sẵn nội thất cho chúng ta, cũng như giường tủ kệ để tivi được chủ nhà đóng sẵn chúng ta. Phía bên ngoài chúng ta có một bộ cửa để đi ra ban công, cũng như bên tay phải chúng ta có một cái cửa sổ để lấy gió và ánh sáng. Căn nhà này thì chúng ta thấy là rèm cửa cũng đã được chủ nhà may sẵn chúng ta. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và một cái bàn trang điểm cũng như nhà vệ sinh. Chúng ta có một cái nhà vệ sinh rất là rộng, và nhà vệ sinh chúng ta thì cửa được làm từ chất liệu nhôm xin pha màu trắng. Bên trong chúng ta có hệ thống lavabo bàn cầu, cũng như vách ngăn tấm kính. Và chúng ta có điểm những cái viền chỉ rất là đẹp. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau phòng ngủ căn nhà chúng ta, chúng ta thấy là toàn bộ phòng ngủ căn nhà chúng ta thì cửa được làm từ chất liệu gỗ căm xe. Bên trong chúng ta thấy chủ nhà cũng đã đóng hết nội thất cho chúng ta. Và chúng ta thấy là phía sau chúng ta có một cái bộ cửa sổ để mở ra cái giếng trời bên ngoài, chúng ta lấy gió và ánh sáng. Cũng như chúng ta có một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ số 2. Chúng ta thì có đầy đủ hệ thống lavabo bàn cầu, cũng như vách ngăn tấm kính, cũng như vòi sen. Đây là phòng ngủ số 2 căn nhà chúng ta. Chúng ta thấy là có hai phòng ngủ chủ nhà đã full nội thất cho chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình sát với lại ngã ba của Quang Trung và Tân Sơn. Rất là thuận tiện, chúng ta có thể di chuyển về trung tâm thành phố, cũng như đi qua các quận lân cận. Và căn nhà này thì hẻm một trục của đường Quang Trung, chúng ta có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m và độ dài là 17m. Được đúc kiên cố, một trệt một lửng, ba lầu. Chúng ta có là một sân để xe máy, một gara để ô tô, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp với lại khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và giá của căn nhà mình là 7 tỷ 050 triệu đồng còn thương lượng. Cho khách hàng chúng ta, cũng như căn nhà mình được xây theo kiểu kiến trúc biệt thự mini phố, và
Căn nhà mình thì toàn bộ nội thất trong căn nhà này sẽ được chủ nhà để lại cũng như tặng lại hết cho chúng ta khi chúng ta mua căn nhà này. Đây là phòng ngủ số 4 của căn nhà chúng ta và mình sẽ di chuyển lên sân thượng căn nhà chúng ta. Chúng ta sẽ tham quan phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng trước và sau. Mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau để tham quan phòng giặt cũng như sân phơi. Đây là khu vực phòng giặt và sân phơi phía sau. Thì phía sau chúng ta có cầu thang để lên sân thượng cũng như di chuyển lại phía trước. Chúng ta có một cái phòng thờ rất là rộng. Cũng như bên ngoài thì chúng ta có một cái sân chúng ta có thể để trồng cây. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.